Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay rất nhỏ đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chiếc này bay từ Bangladesh qua và hiện tại nó vẫn chưa hạ bộ bánh đáp. Chiếc này được trang bị hai động cơ cánh quạt và có đuôi hình chữ T. Bây giờ thì nó đã hạ bộ bánh đáp, một bộ bánh đáp nhỏ xíu. Thời gian gần đây có khá nhiều chiếc DA-42 bay qua sân bay Nội Bài. Các chiếc máy bay nhỏ này đã phải thực hiện hành trình liên châu lục trước khi tới sân bay này. Bắt đầu từ một sân bay của Áo, nơi đặt nhà máy của Diamond Aircraft Industry, hãng sản xuất ra các chiếc DA-42 này. Và điểm kết thúc của hành trình thường là một sân bay của Nhật Bản, có lẽ là một trường hàng không. Đây là loại máy bay có 4 chỗ ngồi, nhưng hình như chiếc này chỉ có một phi công điều khiển. Máy bay mang số đăng 3 OE-UDL. Đây là một chiếc máy bay rất nhẹ. Có lẽ vì nhẹ quá nên mãi nó mới hạ xuống mặt đường băng 11L sân bay Nội Bài. Trong chiếc máy bay này trên đường băng nhỏ xíu như một chiếc máy bay điều khiển từ xa vậy. Nhất là so sánh với các chiếc máy bay khổng lồ như Airbus A340 và A350. Và đây là lúc chiếc DA-42 đang đi theo xe Flamica vào bãi đỗ ở sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này trông cũng không to hơn một chiếc ô tô 4 chỗ ngồi là mấy. Không chỉ do một phi công điều khiển, mà hình như phi công này còn là phụ nữ. Một người phụ nữ đã lái một chiếc máy bay bay liên châu lục, quả là đáng khâm phục. Còn đây là một chiếc DA-42 khác đã đến sân bay Nội Bài cách đây vài tuần. Còn đây là bên trong buồng lái của một chiếc DA-42. Máy bay tuy nhỏ nhưng được trang bị các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và cả hệ thống lái tự động, giúp giảm tải công việc của phi công, khiến cho việc bay đường dài trở nên dễ dàng hơn. Còn đây là hành trình của chiếc DA-42 mang số đăng bạ OE-UDL trước khi tới Hà Nội. Hành trình được ghi lại trên phần mềm Flydata 24.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.